nay chúng ta hãy đi cái cửa hàng Muji của Nhật để xem họ có món gì hay không ha. Nói chung là cửa hàng này rất là nổi tiếng ở Nhật, có nhiều đồ tiện dụng trong gia đình, nói chung là nhìn rất cái màu rất là neutral. Mình đi coi có gì hay không ha. Ở Nhật thì họ không thường trong mấy cái toilet công cộng không có khăn giấy nhiều, cho nên là thường họ mang theo khăn tay các loại. Ở đây cũng bán dép nhựa nè. Nói chung ở đây đồ basic giống như là bath towel hoặc là đồ kitchen nè, rất là tiện dụng ha. Đó, mà nói chung là cũng có nhiều hàng đẹp nữa. Đó, rồi bên kia là chén dĩa nè, nhìn rất là dễ thương và cầm vừa tay. Đây họ cũng có bán nhiều đồ ăn khô đóng gói ấy, như là cháo hoặc là cơm hay gì đó về nhà mình nấu lên hấp lên cho lẹ. Quá trời đồ ăn rồi. Mở gần cho bà con coi nha. Ở đây như có cái loại xe đẩy em bé này là dễ thương ha. Đằng trước đó là cái em bé nhỏ ngồi, mà đằng sau là có cái chỗ ngồi cho em bé lớn nè. Đi ra đây tính tiền nha, thì có chỗ tính ở cashier, còn cũng có chỗ bên này hàng này là tự tính tiền đây. Ngoài đồ dùng trong nhà đó thì đây họ cũng có nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Nói chung là màu sắc rất là tự nhiên, những cái màu basic không? Mà những màu hợp với lại người châu Á. Xong rồi cũng có những cái đồ như là nhíp rồi đồ uống lông mày các thứ, rồi kẹp tóc, thung cột tóc. Bên đây là đồ tắm nè. Ngày bạn có thể mua những cái refillable bottle và để về nhà là mình mua những cái lớn mình đổ vô. Có máy sấy, cân, đồ uống tóc các thứ. Bên kia là quần áo nam, giày dép. Rồi bên này là quần áo nữ. Nói chung là giá cả cũng vừa phải. Ví như cái nón này là 3.990 yên. Còn cái áo này mùa hè nè, 1.990 yên. Mà kiểu cách nó cũng được. Cái này thì hơi mỏng cho nên là cũng hơi khó mặc đi làm, nhưng mà mặc ở ngoài đi chơi thì ok. Cũng có áo len, áo len thì rẻ thôi. Vừa ngã là tôi nói ok, 1.490 yên. Cái quần này thì là 3.990. Còn có một cái đầm vải như vải lâm vậy đó. Còn lúc nãy mình mua cái áo này nè, cái kiểu này. Cái này là đằng sau, cái này là đằng trước. Cái màu này thì nó hơi hơi mỏng, màu trắng ha. Nhưng mà cái màu này thì không có thấy nè. Cái này vậy chứ mà cũng còn tương đối mỏng. Cái này thì chỉ có 2.290 yên thôi. Còn áo đầm. Nói chung là rất là nhiều đồ cho bạn lựa. Nhưng nói chung là họ bán những cái đồ neutral basic dễ phối màu. Cái mặc đi làm được, có cái mặc đi chơi được. Bên này sale có 990 yên loại áo thun. Này là butter chicken curry, cơm. Rồi cái package của họ nè, chị độ cay nè, cái này là 2 độ cay, 2/5. Còn bên này là toàn hướng dẫn tiếng Nhật không à nha. Cái này thì chắc phải Google Translate mới biết được. Và cái này thì 350 yên. Đây còn có lại nhiều loại curry khác nữa nè. Nói chung là họ bán nhiều đồ ăn
Rồi bên này là bánh. Nếu mà ai rảnh đi qua Nhật, Nhật hay mua mấy bịch bánh về cho mười ăn cho vui cũng được. Hỏng bắp. Bên này thì văn phòng phẩm. Một bộ viết này là 6 cái 390 yên. Nhưng mà giấy mình thích, nếu mà ai còn đi học quá mua giấy của Nhật á, tại vì nó rất là mượt. Đi về bạn viết chữ á, nó thấy nó dễ chịu lắm, tại vì nó rất là mượt cái. Nhiều khi là mình ở Hawaii á, Hawaii cũng có nhiều người Nhật cho nên là cũng đây có cái lan nhựa. Có nhiều người Nhật á, cho nên là cũng nhập đồ Nhật qua nhiều quá, cho nên mình thích mua tập mua giấy á, là đi ra hiệu Nhật mua đi Don Quixote mua. Những đồ thông dụng ở trong nhà cũng có. Bên này họ có nhiều mấy cái organizer, rồi cái này để organize cái đồ, cái dây sạc á. Hoặc là bạn có những cái dây điện khác bạn muốn organize cũng được, tùy bạn. Bên này thì mấy cái organizer để trên bàn nè. Mình có cái khay. Còn nếu mà bạn thích cái kiểu mà màu gỗ thì bên này. Nhưng mà thích giấy thì bên này. Nói chung là nhiều thứ cho bạn lựa. Đồ dụng cụ ở trong nhà. Rồi chiếu. Rồi dép chiếu. Đèn các thứ. Nói chung ở đây mình thấy mấy cái organizer, mấy cái hộp, mấy cái thùng. Mấy mình ở đây mình sẽ mua mấy cái organizer này để về làm cho nhà cửa nó gọn gàng hơn. Mấy cái thùng để mà mình thu dọn đồ trong đó đó. Còn nếu mà đi chơi thì mình thích mua quần áo. Đây là họ cũng có một số quần áo con nít nữa, giá cả tương đối phải chăng mà nó đẹp, nó mát, nó mượt, với lại cái kiểu giá nó cũng hợp với lại người châu Á này mình. Nếu mà bạn thích cái video này thì hãy subscribe, like và cho mình biết vô phần comment là bạn muốn xem video nào cho kỳ sau nha.